Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Ân Thi vừa tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày thành lập ngành 26 tháng 7 năm 1960, 26 tháng 7 năm 2020. Ngày 27 tháng 1 năm 1996, Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Ân Thi được tái lập. Trong những năm qua, ngành Kiểm sát huyện Ân Thi đã từng bước có những chuyển biến mạnh mẽ, không ngừng kiện toàn, ổn định và phát triển, hoàn thành tốt các chức năng nhiệm vụ của ngành, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của địa phương. Trong công tác chuyên môn, Viện Kiểm sát đã phối hợp chặt chẽ thường xuyên với cơ quan điều tra, tòa án để kịp thời phát hiện xử lý nghiêm minh các vụ án hình sự xảy ra trên địa bàn. Đã thực hành quyền công tố, kiểm sát việc tiếp nhận giải quyết đối với trên 500 tố giác tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố, kiểm sát điều tra đối với 271 vụ án trên 348 bị can, truy tố với 210 vụ án trên 300 bị can, xét xử đối với trên 200 vụ án với 315 bị cáo.